chào các bạn. Hai trái chậu mình trồng tỏi này nó lên đều rồi nè các bạn. Mình trồng bằng mấy cái tép tỏi với mình lãi ra đó. Này hơn 2 tuần rồi nó mới lên được cao như thế này. Trồng cái này nó cũng lâu lên thấy ghê luôn. Mình trồng củ hành chứ nó mau hơn cái củ tỏi các bạn. Trồng tỏi nó lâu lên quá à. Được cái lá tỏi nó ăn thơm ngon dữ lắm. Xào chung với thịt hoặc là tôm gì đó. Cái mùi thơm nó thơm hơn cái củ các bạn. Cái củ mình ăn chứ nghe cái mùi nó hăng hăng. Còn cái lá xào vô nó thơm dữ lắm. Cái lá nó dài hết sức dài luôn. Cái lá nó to mà nó dài nữa. Bữa nay mình sẽ thu hoạch cái lá tỏi vô để chế biến món ăn nha các bạn. Lúc trước mình có trồng củ hành á, nó mau lên thấy ham lắm. Mà trồng thử cái củ tỏi này nè, nó lâu lên quá chừng luôn. Mà được cái là lên cái lá nó bự các bạn. Lá nó bự nhìn cũng thấy ham. Được cái mình trồng về cái mình ăn cũng được nhiều lần lắm các bạn. Mình cắt ngang cái mình tưới nước cái cho nó lên lại ha. Thu hoạch lá ăn được nhiều lần. Bạn nào không ăn được cái củ tỏi á, mình có thể trồng mình lấy lá ăn. Ăn cái này cũng tốt lắm các bạn. Nó như cái liều thuốc kháng sinh tự nhiên á. Ăn phòng trị bệnh rất là tốt luôn. Mà lại thơm ngon nữa. Này mấy cái lá tốt quá chừng tốt luôn. Nó dài hơn lá hẹ gấp mấy lần á các bạn. Dài mà nó bự nữa. Mình cắt vậy nghe cái mùi nó thơm.